cái cách backup hệ điều hành bằng giao diện boot CD của Hanboot, thì các bạn chọn vào là Start Boot CD. Sau đó các bạn chọn vào mục số 2, đây là cái chương trình backup tool. Mục số 2 đây là cái mục là backup tool, thì đây là cái nơi chứa các công cụ backup. Backup ví dụ như là Email Center, NotionGod, Hartonic, TrueEmail. Nhưng mà ở đây thì tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng chương trình NotionGod. Thì ở đây các bạn sẽ chọn là God Notmo. God Notmo. Ở đây chúng ta sẽ chọn OK. Thì đây là giao diện của cái chương trình NotionGod. Thì ở đây tại cái mục logo các bạn sẽ chọn là partition, tại vì chúng ta backup, đây là backup phân dùng cho nên là chúng ta chọn partition. Các bạn chọn là TrueEmail, TrueEmail là backup. Đây là ổ đĩa của chúng ta. Thì chúng ta chọn ổ đĩa. Sau đó chúng ta chọn cái phân dùng backup trên ổ đĩa, thì chúng ta chọn phân dùng hệ điều hành của chúng ta, thì phân dùng hệ điều hành là phân dùng thứ hai ta chọn. Sau đó chúng ta chọn OK. OK. Sau đó chúng ta chọn nơi lưu. Nơi lưu. Thì ở đây tôi sẽ lưu trên ổ 13. Có nghĩa là ổ cứng thứ nhất, phân dùng thứ ba. Sau đó tôi sẽ đặt tên file God. Thì ở đây là Windows 7, thì tôi đặt tên là Windows 7. Đặt tên là Windows 7, còn Windows B thì các bạn đặt tên Windows B, đặt tên để mình dễ phân biệt. Sau đó chúng ta chọn Save. Thì đây có 3 chế độ: Save, No, Fast và 2. Thì ở đây chúng ta chọn chế độ Fast và chế độ nén trung bình. Sau đó chúng ta chọn Yes. Thì cái quá trình nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào cấu hình của máy tính của chúng ta, và cũng tùy thuộc vào cái tốc độ của đĩa cứng và chất lượng của đĩa cứng. Như vậy thì chúng ta đã tạo xong file God. Chúng ta chọn Continue và chúng ta sẽ reset lại máy. Như vậy thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái cách tạo file God cho cái hệ điều hành bằng chương trình NotionGod. Video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách phục hồi cái file God. Chào các bạn.